Dạo này em tâm trạng nhiều đến nỗi quên cả giữ hình tượng ấy. Uống ít rượu thôi sắp thành con sâu rượu thật rồi đấy. Anh nói là chuyện gì anh cũng có thể làm được đúng không? Anh xử nó cho tôi đi. Tôi muốn nó phải biến mất khỏi cuộc đời của tôi. Anh không làm. Tôi sẽ cho anh tiền. Anh vào tù thì ai tiêu tiền hộ anh? Anh không ngu nữa. Và em cũng thế. Việc của phụ nữ ấy là phải xinh đẹp, chứ không phải vì một thằng đàn ông mà chôn vùi cuộc đời mình. Thôi đi. Anh nói thật, em có không thích thì cũng nghe thấy rồi đấy. Cứ mỗi một lần người đó xuất hiện thì anh mới được gặp em nhiều hơn. Châu, em thiếu tự tin vào bản thân mình thế kìa. Về sắc đẹp, em hơn. Về tri thức, anh chắc chắn là em hơn. Thế thì việc gì? Việc gì em phải đi so bì mình với một kẻ không bằng được mình hả? Nó kém sang đi. Câm! Cái lúc em cố sống cố chết để lấy bằng được thằng đó, anh đã nói với em rồi, tình yêu là phải tự nguyện. Còn nếu không, đứa nào yêu nhiều hơn, đứa đấy thiệt. Tôi đã bảo là anh im đi cơ mà. Đừng có dạy đời tôi. Anh nói vì em thôi. Tỉnh lại đi. Đàn ông các người đúng là một lũ khốn nạn. Ai cũng nói là vì tôi, nhưng rốt cuộc thì tôi được cái gì? Anh nhìn tôi đi. Nhìn tôi đi. Anh ta dám nói là anh ta sẽ bỏ tôi đấy. Được, tôi sẽ cho anh ta thấy là đừng có đùa với con trâu này. Không thể đùa với con trâu này được đâu. Anh không đùa. Anh rất nghiêm túc với em. Cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ai. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là giấc mơ. Yêu là phải tự nguyện. Còn nếu không, đứa nào yêu nhiều hơn, đứa đấy thiệt. Việc của phụ nữ ấy là phải xinh đẹp, chứ không phải vì một thằng đàn ông mà chôn vùi cuộc đời mình. Anh không đủ. Anh rất nghiêm túc về. Anh từng là thế giới, là cả khoảng trời trong em. Đứa bé là con tôi.